đúng lên đi đi, luôn ra cho ăn kẹo này vui lắm. Hù quá kẹo mèo đó, kẹo nào mà lại đây, bố cho. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay cái Kim này đang ở trong một cái phòng thí nghiệm nha mọi người. À, đây là một cái trụ sở thí nghiệm chứ. Trong này là thí nghiệm ra con virus Ricardo. Thì bạn nào mà không biết Ricardo thì cứ search Google là sẽ biết cái Ricardo đây. Đó đó đó, hành niên nó bị dính rồi. Thấy không? Nhìn cái mặt kia, cái mặt của anh da đen mà nhảy mặc quần xì á, mặc quần xì mà nhảy xong rồi bứt cái mặt qua đó. Đó, nhúng nhảy theo điệu nhạc các kiểu rồi đó là ổng đó, ổng nè. Rồi chạy. Chết. Đó, đi qua được không? Ui, nó qua được mày ơi. Tao qua rồi, các đang chạy. Trời ơi, nó qua được rồi. Trời ơi, chết tao rồi, các đang bị có cái tính là hình như biến thái hay gì kìa, mà sao mà đam mê vậy? Có đâu, các đang bị liệt cạc đôi dí rồi ba. Ê đi kiếm súng đi, đi. Đi kiếm súng. Trời ơi, có nhiều người biến rồi kìa, chạy nhanh. Là bởi vậy tao mới nói là bây giờ game này có 35 người vô lận mà 35 người mà đều bị hết thì coi như là cái server này toan. Đau lắm. Mẹ ra nó không thích chết luôn á. Đau đít. Lộn mất. Đau lắm. Chạy đi. Bảo Mập bị rồi hả? Bảo Mập bị chưa? Chưa hả? Bị đi ba, bị cho biết. Úi trời ơi. Tao mới thấy rồi, thôi tao chạy đi, tao chạy. Nó chạy trước cái Ricardo nó kéo đuôi lại. Bắt nó kéo đuôi lại bóp. Thôi ba, mày bớt suy nghĩ ghê đi ba. Tao chết được. Thề luôn á. Làm gì làm, ủ. Hế, hello người quen. Mày làm nó một cái luôn, Vami. Thôi bỏ đi. Tao để cho Ricardo, ê, tụi mình đi chung với nó đi, lấy điện thoại ra quay clip, lát nữa nó bị thông đích cái đấy ra quay lại. Nó, mày bớt dùng từ thô thiển đi ba. Ê, Ricardo, sao lưng con kẻ, chạy. Tao chạy lên lầu đây. Chết nó rồi. Chưa có chết. Chết rồi. Gì ai chết? Ở đây còn cái bông bông kìa. Đó nó núp vào tường kìa. Vãi nồi. Ơi, đây còn cái gì mà bỏ đi Mập ơi. Bớ hiện nó Mập đi kiếm đạn Mập ơi. Tao lên được lầu 2 rồi nè, ở lầu 1 nè. Lầu 2 nè Vami ơi. Để lại lụm viên đạn đã. Thấy cái đạn không? Không biết phải cái đạn súng này không? Và đường á. Lụm. Nói chuyện hoài vốn quá ba. Ô, tao thấy súng rồi, Nguyên một cây. Mập ơi, nó giết rồi kìa. Cây. Mập ơi. Trời ơi, cây MP5 mẹ ơi, gãy tao lụm được một cái súng MP5 nè. Rồi xong. mình thấy cuộc đời Bảo Mập nó toan lắm luôn rồi đó. Thề luôn á. Mày có súng làm gì? Tao giết được anh thanh niên thông đích rồi nè. Nó, mày bớt. Mày cái gì mày không bỏ nhẹ đi em. Thôi các bạn. Nè đây nè mọi người thấy không, trong trường hợp khẩn cấp thì phá hủy cái cấm kính này. Nhưng mà sao phá hủy nó cơ? Mày lên mày phá hủy cái mông nó cho tao. Vãi gì vậy ba? Tự nhiên con có làm gì đâu, tự nhiên lên phá hủy tao thiệt luôn á. Thầy phá hủy cái mông mày. Đánh đích hả? Đánh Búp Ok. Ki cạc, tao có ki cạc rồi. Trời ơi, tao lượm được ki cạc với một cái súng nè. Ngon vậy, lấy cái súng bắn, còn lấy súng mở cửa nha. Ồ, vậy là tao sẽ trốn một mình. Ngon vãi trưởng. Nó không bị ai cho nên ăn đó ta. Ai? Trời, trên lầu 1 có đứa nào đâu, tụi bay phải lên đây ăn tao chứ, giờ có đứa nào lộn. Ừ. Chứ trên này có đứa nào đâu. Nó mời Mọc. Nó mời gọi, nó kêu tao bóp đít tao đi. Không, lên đi, lên đi coi cho ăn kẹo nè, vui lắm. Mèo. Kẹo nè, mày lại đây bố cho làm bay lùi đít nha. Chắc mày đùa. Mày nó hết đạn, nó còn máu không? Nó thả liên thanh kiểu đó ông nội chịu được. Trời ơi, làm cả hết hồn. Ôi hết hồn luôn á. Thầy hết rồi. Ôi sao dưới này đi cái đồ nhiều vậy.
Ô nó chạy. Tao lượn rồi, tao lượn rồi. Ê đâu vậy? Ở giá rồi, tao biết là đứa cắt đô luôn rồi. Lũ đạn đâu quá. Ê tụi bay nó bóp đít tao rồi tụi bay. Mày thì mày. Ê, giờ mày... tao có súng rồi nhưng mà quan trọng là có đứa nào bảo vệ tao đi. Bảo vệ rồi, hả? Tao dưới này nè, tao dưới này nè, đó. Ê, cửa mở sẵn rồi nè, cửa kia kẹt mở sẵn rồi nè. Ở đâu? Cái cửa mà bị hư á. Trời. Cửa mà cửa hư là cửa gì ba? Có một cửa hư mở trước, còn cửa chưa mở, mày mở đi. Nhưng mà tao sợ lắm, tụi bay đang ở đâu vậy? Bảo vệ tao đi, tao ở trên này có một mình nè. Nó mới giết mình xong luôn, tao sợ lắm. ai biểu tụi bay hù con chi cho tao sợ trời. Nó đâu rồi tụi bay? Trời ơi, tự nhiên mọi người ơi, đang thấy không? Đang đi rõ ràng, tự nhiên mới vừa ngó qua ngó lại, trời ơi má ơi, một đám nó tới luôn. Ủa, cũng cái mỏ mày không? Mày mời gọi mà bồ. Tao có mời gọi đâu. Cái tụi bay lên đây đi vui lắm. Vô đây cưng. Đó, cũng cái mỏ nó nữa đó. Đó, cũng mỏ nó không à, nó đạo diễn hết đó mày không? Ừ. Có đâu, nó trên này nè, nó lên lầu 2 lại rồi nè. Tao đáng cho lầu 2 nè. Tụi bay phải cứu tao mới được. Nếu như muốn thoát ra khỏi chỗ này là phải cứu tao. Ồ, AK đâu vậy, AK đâu vậy? Bái thôi. Trời ơi, bả mập nó hốt được AK được kìa. Bả mi. Ừ. Trời ơi, nó tới rồi. Súng đâu, đạn đâu, trời ơi. À, hết đạn hả? À, hết đạn lại đi với mày. Nữa. Bả còn đạn nó nhảy như một con điên. Bảo ơi, sao tao gặp mày hoài vậy Bobby? Bạn mày biến hình luôn rồi kìa. Mày đẩy bạn mày biến hình luôn rồi kìa. Thôi à, tao chạy đi, tao chạy. Cố lên. Vô kìa tao rồi. Chơi về nhà bây. Về nè. Yeah. Mọi người theo anh. Ở đâu, anh, cửa nào dưới? Anh sẽ dẫn cho mọi người win. À thôi khỏi, bỏ đi. Bây giờ ba thằng đứng đó là khỏi cứu luôn. Khỏi làm gì luôn. Thôi chơi cho núp bay ra đi bay. Hết đạn rồi. Tao hết đạn rồi. Bái nồi đụng ngang vô cũng chết, đứng xà lắc cũng chết nữa. Cay ghê cơ trời ơi. Ok mọi người theo anh, mọi người ơi, chơi. Nhanh lên. Nó đi cái đô mà nó không có cởi áo, nó mặc áo tao tưởng người. Ôi phải rồi, nó kéo nguyên bằng đi cái đô chạy theo kìa ông ơi. Trời ơi, nó gồng kia. Trời ơi, lại nhanh lên, mở cửa đi, nhanh lên, mở cửa. Trời ơi, cửa hết, cửa hư mẹ ơi. Cái khu này cửa hư, Bobby ơi, quay lại. Đi đường còn lại. Hết đạn rồi, tao hết đạn rồi. Chết rồi. Sao cái lúc mà tao đi riêng thì mày lại sung sức, mà lúc tao đi chung thì mày hết đạn rồi tao. Ai biết. Thằng bấm bấm kia, chạy. Đi về gấp. Thằng bấm bấm, nhìn cái mặt nó mắc cười lắm. Mới đâu cái màu lùa. Chết đó bà mì, đừng đó chết á, đừng đùa. Đó là cái hù à, đụng đi. Phải nó múa luôn kìa, phải rồi. Ủa sao thanh niên kia mặc áo vậy? Đó, cái kiểu mặc áo nãy tao mới chết đó, tao tưởng người. Bảo chết. Ủa, có súng rồi. Ui, khoan. Rồi nó chết rồi, chạy vô mi ơi, chạy. Bên này vô mi ơi. Theo tao luôn. Trời ơi, mi phục bay luôn. Nhanh. Tao nên dập đoàn xong cái rồi tao biến hình, tao ăn từ trong đây tao ăn rau. Mày bóp đít ra thôi. Tụi bay chơi. Đã mất cửa hết. Lại rồi. Biết chưa? Ai chơi lại trời. Kiếp là coi như bỏ. Rồi cái kỳ cạc đâu? Ai biết? Rớt luôn rồi đâu. Ê, không mấy mày cầm cái kỳ cạc, mày biến thành anh bóp đít nhưng mà mày vẫn biến thành lấy kỳ cạc mày mở cửa. Trời ơi, con bị bi rồi, bái rồi. Chạy ơi mày ơi, kể đi. Nó biến thành đi nó bóp đít rồi, giờ đi bóp đít thành á. Ở đâu đây, như lên lầu đâu. Đứng lại đây mấy đứa, đứng lại đây.
Rồi một tôi đây. Mọi người coi cái mặt này hãm không chứ. Rồi đi mày ơi. Ê, bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Đúng rồi. Nãy đi bên đó rồi. Ôi. Rồi chết luôn. Nó rơi, nó rơi ghê rồi. Ủa nha, nó rơi ghê thì chung á. Khổ quá mà, tự nhiên khi không có bị, trời ơi. Vừa lắm, chạy cho cố vô. Vừa cái gì? Sáng hơn trước à. Có nói rồi, tự nhiên tôi bay. Mày biết cái cảnh ga nãy nó biến hình là giống cái cảnh nào trong bích ghi của tao bữa đăng không? Cảnh nào? Khi anh ấy đi vào cuối hành lang, anh ấy gặp một Ricardo cùng nhau một nhát. Mặt trả mặt tôi, 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 trả mặt. Lên lầu 2 đi, lên lầu 2 đi. Lên lầu 2 đi, lên lầu 2 đi. Còn mình tao chỉ còn nơi đây. Mình tôi đứng đây. Coi chừng chết bây giờ, chứ đứng đó mà hát. Tao Mập ơi. Ở nhà mày biến rồi mà đúng không? Ừ, nó biến rồi mà. Thôi Mập ơi, tránh xa tao ra Mập ơi. Rồi, tao thấy được con hai rồi, tao biết đường đi lên con hai rồi. Ok. Lên hai, ủa là mày là con gì á? Hả, tao là người. Tao lên con hai có lấy đồ. Tao con thang hú hồn nè con, mày lên con thang cái mày hú hồn nè. Ủa là sao vậy? Anh nó dí tao mà mày không mấy mày làm cho tao đừng hú hồn được không? Ủa là sao? Trên cầu thang có ai? Trên cầu thang có ai mới được? Hai con Ricardo. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Tao nhớ tao chạy xa lắm á. Bãi nồi 8 muối luôn các bạn. 8 bánh mì. Có vụ 8 muối nè mẹ. Mày xuống mày co đi, mày sâu xuống mày co đi. Thôi. Tự nhiên kêu không kêu, không kêu coi đi coi thì tình luôn á. Xuống lầu 1 chưa hay là mày còn trên? Tao xuống rồi. Chứ ngu gì cái đứng ở chảnh ba. Người đang dạy chung tự nhiên cái anh bị biến hình. Trời ơi là trời. Sợ thật sự. Tao sợ thật sự, tao đang bị xung quanh, tao đang bị đi cặt đồ gì. À bé ơi, ra đây với anh bé ơi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu á? À, gì ba? Ô, đạn nó nãy giờ bảo dí nó không bắn, tao dí nó bắn từ nó lấy hạt gà, nó nã nó không tán luôn. Mày sao xạo hả bưởi? Mày sao xạo hả bưởi? Tao đang bị đi cặt đồ với. Ôi mẹ ơi, hai ba đi cặt đồ lượn ai chơi lại trời. Trời ơi, riêng cặt đồ mặc đồ nữa chứ trời ơi, nó biến hình tao qua rồi. Ê, trong cái phòng kia cạt là tới 4 đi cặt đồ đứng chơi, đứng giỏng chợ. Ủa vậy hả? Trời ơi, ai chơi lại trời. Thôi để đi vô kiếm kia cạt. Ôi mẹ ơi, đi cặt đồ đứng một đống mà nó bở nữa kìa. Quá trời, đi lộn được rồi má ơi. Ôi, sao cái gì vậy? Sao mà Ricardo đâu ra cái gì vậy? Hứa nó đâu rồi ta? Nó còn nữa đó. Tao hứa đạn đi nữa. Đâu không? Rồi sao mọi người thấy không? Rồi tụi bay biến chưa? Biến hết rồi. Ủa má tao đi cái đồ nó cao vậy ở chỗ cái chân nó già tới nách luôn á. Quỷ ba mập, thằng quỷ ba mập, mày dụ mày dụ mấy đứa nhỏ lên đây chi vậy? Thì bốn đứa trong phòng nãy á. Bái thôi, có không ti luôn á. Ủa, cái này nó chuyển thành map khác thôi. Map khác đâu, cùng một kiểu, cùng một chỗ đó. Thiệt tình. Làm có mém rồi, tao có thể đi trốn thấy được rồi. Tự nhiên lên trên này rồi thấy một đống luôn thời. Tao lên lại đây, mày có ai lên chở không? Chết rồi, ngồi bá lên chi nữa. Rồi, ok, dừng clip luôn. Đây các bạn ơi, mình là thanh niên đô bụng 8 muối đi bóc đít nè các bạn. Nãy đang quỷ ga đang chạy, ga nó không bị bóp đít mà nó mắt chạm mắt, môi chạm môi, nó bị bóp cái khác. Mắt chạm mắt, môi chạm môi. Rồi các bạn như là gì với lại cho ba nó mình một like, một share, nhớ subscribe channel của ba để mình đã nhận nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.